Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tin tức 24 giờ cập nhật những tin tức thời sự mới nhất và nóng nhất. Thưa quý vị, vừa qua một tài khoản Facebook tên VML đã chia sẻ câu chuyện buồn mà anh trải qua gây nhiều ý kiến trái chiều trong cộng đồng mạng. Nội dung bài đăng cho rằng anh đi ăn tại quán phở nhưng bị đuổi vì ngồi xe lăn. Liên quan đến vụ việc, những người trong cuộc đã nói gì? Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Vào ngày 15 tháng 1, đại diện Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cho biết, đơn vị đang xác minh thông tin một TikToker chia sẻ trên mạng xã hội về việc đi ăn tại quán phở nhưng bị đuổi vì ngồi xe lăn. Trước đó, mạng xã hội chia sẻ câu chuyện TikToker VML bị đuổi khỏi quán vì ngồi xe lăn. Lời cho biết vào ngày 12 tháng 1, anh cùng bạn gái đến một quán phở ở Hà Nội. Khi người bạn gái nhờ nhân viên bê anh L lên bậc tâm cấp thì bị từ chối với câu trả lời quán em không có nhân viên để khiêng người như anh. Đến quán phở thứ hai, lời cho hay đây là quán quen, hai người vào ăn bình thường chỗ ngồi nhỏ nên lờ hơi chen vào chỗ bà chủ quán lờ viết bà đứng phát dậy mắng nhân viên ai nhận cái ngữ này vào đây ăn nhân viên bảo anh ấy hay ăn ở đây bình thường vẫn ngồi thế này bà càng được đà không bán được đã thế thì tôi đứng anh cho biết bữa ăn nghẹn ứ ở cổ thật khó nuốt anh quen với cảm giác này rồi còn bạn gái nước mắt bắt đầu rơi dưới bài đăng lờ kể thêm về câu chuyện vô tình gặp những vị khách nước ngoài lần đầu đến du lịch tại Hà Nội và được an ủi khi biết chuyện trước đó xảy ra. Bài viết sau khi đăng tải nhận về nhiều ý kiến trái chiều, hơn 47.000 lượt yêu thích, hơn 20.000 lượt bình luận và chia sẻ. Nhiều người bức xúc trước hành động của hai quán phở có thái độ phân biệt đối xử với người khuyết tật. Bên cạnh đó, nhiều người nghi ngờ tính xác thực của bài viết, yêu cầu L nêu hai tên quán phở để làm rõ thông tin. Trong đoạn video VML đăng tải lên TikTok với nội dung Tạm biệt Hà Nội, cư dân mạng phát hiện quán phở quen mà lời nhắc đến trong bài viết trên Facebook là một quán phở gà trên phố Nam Ngư, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Đại diện quán phở L xác nhận là khách quen, thường ăn phở vào buổi tối, vào sáng ngày 12 tháng 1. L cùng bạn gái đến quán, do lối vào quán nhỏ, trời mưa, chủ quán đã mời hai người ngồi quán cà phê đối diện rồi sẽ cho nhân viên bê phở sang. Đại diện quán cho biết, nhưng bạn ấy vẫn muốn vào quán, chúng tôi tiếp đón bình thường. L và bạn gái ngồi bàn đầu tiên phía sau lưng chủ quán, cạnh khu vực cân thịt gà. Chủ quán nhắc nhở, L lần sau đừng ngồi vị trí này, gây khó khăn bán hàng. Người này nói, bạn ấy sau đó tươi cười ăn uống bình thường nhưng sau bài đăng lên mạng xã hội ám chỉ chúng tôi miệt thị là không đúng. Chủ quán khẳng định không bao giờ dùng lời lẽ thô tục để đuổi khách, đặc biệt là với người khuyết tật. Câu chuyện của L ngay lập tức khiến cho nhiều người bức xúc thay, đồng thời lên án hai quán phở đã phân biệt đối xử với người khuyết tật. Bài viết nhận được 47.000 lượt like và 22.000 lượt bình luận, một lượng tương tác rất lớn trên mạng xã hội. Câu chuyện của L cũng được chia sẻ rộng khắp các diễn đàn hội nhóm. Tuy nhiên, một hai ngày sau khi đăng tải, Câu chuyện lại nhận được một luồng ý kiến khác từ phía dư luận. Nhiều người cho rằng câu chuyện của Lờ thật khó tin, gây tiếng xấu cho người Hà Nội và văn hóa Hà Nội. Nhiều ý kiến chia sẻ chưa từng gặp quán ăn nào kỳ thị người khuyết tật, thậm chí còn rất đồng cảm và hỗ trợ những người khuyết tật. Có những người đưa ra phân tích, giả sử chủ quán có khó tính đuổi khách thì người ta cũng không bao giờ dùng những câu như vậy, những câu đuổi khách này nghe rất không thật. Thậm chí có người đưa ra những bài viết rất dài phân tích sự phì lý trong câu chuyện của Lờ. Có người khẳng định đây là câu chuyện bịa đặt để gây sự chú ý, vì Lờ và bạn gái đang là các TikToker có 240.000 lượt theo dõi, có người thách thức Lờ nêu rõ địa chỉ của hai quán phở để làm rõ thực hư. Một cư dân mạng để lại bình luận: "Mình cũng là một người khuyết tật đang sinh sống và làm việc ở Hà Nội, xin có một số quan điểm cá nhân như sau. Thứ nhất, mình chưa khi nào gặp phải trường hợp như bạn kể. Thứ hai, nếu một sự việc nào đó cần có minh chứng xác thực, ví dụ như hình ảnh, video hay địa điểm cụ thể, không nên nêu chung chung hay giật tít câu view bằng những sự thương hại của cộng đồng. Đến thời điểm hiện tại, khá nhiều người đã khẳng định đây là cách làm nội dung bẩn, khơi gợi sự phân biệt vùng miền để gây chú ý, đặc biệt là trong thời điểm L và bạn gái chuẩn bị chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh sinh sống. Thậm chí có người đã nhắn tin tố cáo hành động tung tin giả mạo của L tới trang fanpage của công an Hà Nội. Nhiều người cho rằng các cơ quan chức năng phải làm rõ câu chuyện này để cảnh cáo những kẻ tung tin giả, làm xấu hình ảnh Hà Nội cũng như gây nhiễu loạn thông tin trên mạng xã hội liên hệ tới số điện thoại của L và bạn gái của anh, cũng là người cùng anh trải nghiệm hai quán phở ngày hôm đó nhắc máy. Cô bạn gái cho biết những chia sẻ của cô cũng là quan điểm chung của cả hai. Bạn gái tên L đã bật khóc khi kể lại câu chuyện ngày hôm đó và cho biết hiện tại cả hai rất buồn khi bị cộng đồng mạng gắn mác làm nội dung bẩn. Cô bạn gái này kể, hôm đó cô và bạn trai dự định đi chơi Hà Nội một vòng trước khi chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh sinh sống. Trước khi đi họ ghé một quán phở gần nhà ở khu vực An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội. Mọi lần khi ăn ở đây, Cô và nhân viên quán hoặc cô sẽ nhờ một vị khách cùng khiêng xe lăn của L lên bậc tam cấp. Nhưng lần này, khi cô ngỏ ý nhờ nhân viên khiêng xe lên, thì nữ nhân viên đã từ chối ngay. Bên em không có người khiêng chị ạ. À. Thấy quán không chào đón mình, L bảo bạn gái đi chỗ khác. Sau đó cả hai đến một quán phở có tiếng ở phố Nam Ngư, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Cũng là một quán quen mà cặp đôi đã ăn nhiều lần. Bạn gái cho biết, mọi khi đến ăn, chị chủ quán rất vui vẻ và đều cho L ngồi ở ngay đầu bàn để tiện di chuyển xe lăn. Nhưng ngày hôm đó một bác lớn tuổi bán hàng, ngay khi thấy lờ ngồi xe lăn, bác đã bảo cặp đôi sang quán cà phê đối diện ngồi để nhân viên bê phở sang bên đó. Vì đã có hẹn với bạn đi uống cà phê ở chỗ khác nên cặp đôi không muốn sang quán cà phê. Trong khi bác chủ quán khó chịu thì nhân viên quán vẫn cho chúng tôi ngồi ở đầu bàn. Nhưng suốt bữa ăn, bác liên tục nói những câu rất khó nghe khiến chúng tôi nuốt không trôi bát phở. Bác quát nhân viên nhưng chúng tôi hiểu là đang mắng chúng tôi. Bác nói rất to những câu kiểu như ai cho ngồi ở đây, ai nhận khách này, vân vân. Cô bạn gái cho biết thêm Thực ra cô và bạn trai không lạ lẫm trước những hành động kỳ thị người khuyết tật như thế này. Nhưng vì ngày hôm đó họ bị từ chối tới tận hai lần nên có cảm xúc không tốt và quyết định chia sẻ lên trang cá nhân. Không ngờ ngoài những người đồng cảm lại có rất nhiều người tỏ ra nghi ngờ và cho rằng câu chuyện là giả. Chúng tôi cũng mới làm TikTok hơn một năm nay và thường chia sẻ cuộc sống cá nhân trong các video. Chúng tôi chưa từng tố ai để câu view và cũng chưa từng gặp phản ứng dữ dội như thế này từ cộng đồng mạng. Người này cho biết hiện tại cặp đôi không biết phải ứng xử như thế nào trước những ý kiến trái chiều. Cô nói trong câu chuyện đăng tải lên trang cá nhân, lờ không nêu tên và địa chỉ chính xác của hai quán phở vì ngại sẽ làm ảnh hưởng tới quán, và cũng vì họ không có bằng chứng ghi lại những câu nói của chủ quán. Nhưng cô đã đồng ý chia sẻ tên và địa chỉ chính xác cho phóng viên, với mong muốn nhờ cơ quan báo chí xác minh để minh oan cho mình. Chiều ngày 15 tháng 1, đại diện Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cho biết đã nắm được thông tin và đang tiến hành xác minh làm rõ sự việc. Vị đại diện thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cho hay, phía sở đang tiến hành xác minh, sau khi có kết quả chúng tôi sẽ thông tin cụ thể. Thưa quý vị, mong rằng vụ việc sẽ sớm được làm sáng tỏ, tránh gây dư luận xấu. Còn quý vị có quan điểm như thế nào về vụ việc trên? Đừng quên để lại ý kiến dưới phần bình luận của chúng tôi. Đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.